Hà Nội, chở khách lúc rạng sáng, tài xế rắp bay bị kẻ la mặt chặn đường đâm sau nhát và cướp đi xe máy. Trong lúc anh Quýt nhàn chở khách đến đoạn đê đuống Gia Lâm, Hà Nội thì bất ngờ bị tên cướp dùng dao đâm sau nhát vào người rồi cướp xe máy. May mắn người dân phát hiện kịp thời đã đưa anh Quýt vào bệnh viện cấp cứu. Sáng 20 tháng 7, một lãnh đạo công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra truy tìm nghi phạm đâm người rồi cướp xe máy của một tài xế chạy ra bay. Người bị đâm trọng thương là anh Nguyễn Văn Quyết, 36 tuổi ở Yên Bái. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 19 tháng 7, anh Quyết là tài xế lái xe ôm công nghệ Rapai, bay nhàn chở khách đi huyện Gia Lâm. Khi đến địa đuống, xã Yên Viên thì bất ngờ bị hai kẻ la mặt chặn đường dùng dao đâm nhiều nhát vào người, nghi phạm sau đó lấy đi xe máy của nạn nhân. Sau khi bị đâm khoảng 20 phút, người dân đã gọi cấp cứu đưa An Quyết đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ông Nguyễn Văn Mùi, bố của An Quyết cho biết hiện An Quyết vừa trải qua cuộc phẫu thuật ở Bệnh viện Việt Đức nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê. Con tôi bị nó đâm 6 nhát ở sườn, lưng, trong đó có một nhát đâm vào ngực, hiện vẫn chưa tỉnh, ông Mùi nói. Việt may mắn thoát ra khỏi vỏ đổi đời thành thú cưng, ngày ngày ăn no rồi ngủ. Khi chàng trai nhớ ra túi trứng vịt lộn mua về thì dường như mọi thứ đã quá muôn màng, một cục nợ đã xuất hiện. Trứng vịt lộn là món khoái khẩu của nhiều người, tuy nhiên khi mua về có thể vì nhiều lý do khác nhau mà con vịt phát triển và tìm cách tách vỏ chui ra, cùng chính vì điều này mà có không ít câu chuyện dở khóc dở cười ra đời. Mới đây trên mạng xôi xuất hiện bức ảnh năm quả trứng vịt lộn được mua về, còn kèm theo cả rau răm để ăn kèm, nhưng sau đó một chú vịt con chào đời trước rừng ngỡ ngang của cả gia đình. Mua trứng vịt lộn về nhưng lại quên không luộc, đến lúc nhớ ra thì đã quá mồn màng, lại phải hầu thêm một cục nợ này, chia sẻ của chàng ray. May mắn không trở thành bữa sáng mà lại đổi đời thành thú cưng trong nhà, chú vịt con ăn cùng với các vật nuôi khác, được chủ chăm bẩm đến nỗi béo tròn. Trước đó, trên mạng xã hội từng xuất hiện rất nhiều hình ảnh coi chuyện tương tự đã khiến người ta đặc biệt thích thú.